Quý vị với những diễn biến dị thường và bất thường của thời tiết, hàng loạt hiện tượng lạ đã xảy ra, mới nhất sau khi trải qua cơn bão Chaba, Ba, cơn bão số 1. Trong khoảng 1 đến 2 ngày tới, dự báo vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Các khu vực trên cả nước thời tiết khá mát mẻ, một số nơi có mưa rào và rông, tập trung về chiều tối và đêm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc của giải hội tụ nhiệt nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kết hợp với rìa tây lưới áp cao cận nhiệt đới trên cao. Miền Nam chịu ảnh hưởng của rìa Nam của giải hội tụ nhiệt đới với gió mùa tây nam có cường độ mạnh, áp và độ ẩm tăng. Dự báo thời tiết các khu vực trong vòng 24 đến 48 giờ tới như sau: Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trung Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Từ chiều tối 11 tháng 7 đến 12 tháng 7 có mưa, mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Khu vực ven biển Nam Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, tập trung vào chiều và đêm. Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 12 đến ngày 20 tháng 7, cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ từ khoảng ngày 13 tháng 7 hoạt động yếu dần. Áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau suy yếu và rút dần ra phía đông. Khoảng 1 đến 2 ngày cuối có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và lấn trở lại phía tây. Ở phía nam, gió mùa tây nam có cường độ mạnh, từ khoảng 13 tháng 7 có xu hướng hoạt động yếu dần. Với các tác động này ở Bắc Bộ, từ khoảng 13 đến 15 tháng 7 có khả năng có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm 12 đến 13 tháng 7 có mưa, mưa vừa và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Từ 14 đến 15 tháng 7 có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to. Khu vực các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm 12 đến 16 tháng 7 có mưa rào và rông giải rác, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Tây Nguyên và Nam Bộ từ đêm 12 tháng 7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, giải rác có rông. Từ 13 tháng 7 có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Lưu ý, trong mưa rông, khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh.